Rồi, vâng, hôm nay là đã là 20 Tết rồi thì những cái đơn vị giao hàng chỉ khoảng đó là 2 ngày nữa thì người ta sẽ ngưng nhận ở những cái khu vực ví dụ như ở miền ngoài hoặc là miền Trung hoặc miền Bắc. Thì ở khu vực miền Tây mình á thì bên thủy sản Duy vẫn bán bình thường, có nghĩa là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì bên Duy sẽ giao hàng liên tục, có nghĩa là giao chừng nào quý vị còn mua thì còn giao, điều kiện nào mà giao được thì giao. Về xe ví dụ như đơn vị Viettel mà sẽ ngưng á thì bên Duy sẽ nhận là giao xe, hay là những cái đơn vị giao hàng nào mà giao được cho quý vị á, về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp sẽ giao tất cả quý vị các bạn. Và xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy. Kính chúc toàn thể mọi người có một mùa Tết thật sự vui tươi và tràn đầy sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại. Ok, tiếp tục với ngày hôm nay là ngày 20 Tết nha quý vị ơi. Thì thủy sản Duy tiếp tục đó là tranh thủ về của vị một ngày, đó là 2 chuyến và nhiều chuyến trên ngày để chúng ta mà làm sao có hàng đến nhanh nhất rồi các bạn. Như thì các bạn thấy là tình hình chung của tất cả các kho đơn vị giao hàng bây giờ là rất là nhiều hàng, nên dịp Tết này là hơi chậm hàng hơn bình thường một tí, nhưng bên Duy sẽ cố gắng đó là tranh thủ làm sao đó là về nhanh nhất cho khách. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy trong thời gian vừa qua giống như là thời gian sắp tới.